sự liên quan mật thiết tới gia đình ông bà Quang Thịnh, con của bà cụ Maria. Bà cụ Maria đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Quang Thủy nói riêng đã có lời kính báo tới Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn giáo họ. Và với tình cảm sâu đậm, mặc dầu đường xá xa xôi, thời gian vàng ngọc, nhưng các cụ, các vị đại biểu vẫn dành được những thời gian trở về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ bà Maria. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria. Xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi lên trước tòa nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria. Giờ đây để nài xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đám ngồi thánh đường. Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước Cha chỉ đến, ý Cha thề ăn dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa căm nhưng cứu chúng con cho khỏi sơ dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nắng thời quan phòng Si-ô Phi-la-tô, chiều đông lạnh trên cây thánh giá, chết mà tang xa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, nên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ đã chết. Cũng như nơi Adam, mọi người đều phải chết, thì nơi Đức Kitô mọi người cũng được ban cho sự sống. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là những người thuộc về Đức Kitô vào ngày người lại đến. Đó là lời Chúa. Chúa chi tôn, xin dù tế
Chúa từ nhân, mở môi con ca tụng Ngài. Ngàn đời hát ca, đẹp thay ôi lòng nhân Chúa. Nơi nguyện giáo dân, Chúa là đứng thống trị muôn nòi. Xin cho hội thánh nữ hành biết nhìn lên Đức Kitô, là đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà kiên trì phục vụ nhân loại đến cùng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ sống lại với Người. Xin cho linh hồn Maria mà chúng ta cầu nguyện hôm nay được Chúa thương nhận vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Cha, con ở đâu thì chúng cũng ở đấy với con. Xin cho cộng đoàn chúng ta khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân đã qua đời, cũng biết sống xứng đáng để mai này hợp hoan với Chúa đến muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết và sống lại để mở cửa trời cho tất cả nhân loại. Xin nhận lời cầu nguyện để chúng con luôn vững lòng tiến bước theo Chúa đến mọi nẻo đường. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa, con ở dưới vở sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì nơi Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân Người thay thế lạy Chúa, xin mang cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi chiều hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình tang hiếu, để cho họ vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương bà cụ Maria. Và với bà cụ, cô vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sắng mà trong cộng đoàn giáo họ dâng lên Thiên Chúa, chắc hẳn Chúa sẽ thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Để tỏ lòng biết ơn nơi các cụ cùng quý vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo họ, ban tang lễ xin được thay lời cho ông bà Quang Thủy cùng đồng tang hiếu xin cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu, và xin mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu đại diện cho hội đồng mục vụ cùng cộng đoàn giáo họ Thánh Gioan, giáo họ Đức Thánh Mikael và giáo họ Thánh Phêrô Thủy. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho huynh đoàn giáo xứ, đoàn gia trưởng giáo xứ, cộng đoàn lòng Chúa thương xót của giáo xứ. Thưa các vị đại biểu đại diện cho lương tộc ngành 4 Kiên Lao. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ đền Thánh Nhà đang hướng lòng về cùng với cả giáo hội, giáo phận trong ngày đại lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm. Và đặc biệt với đoàn con Đức Mẹ giáo xứ đền Thánh Nhà tối hôm nay tại đền Thánh, cha xứ cho đoàn xin được tổ chức ngày đại lễ mừng kính Mẹ bổn mạng của đoàn. Thì cũng là lúc bà cụ Maria, người hội viên cao niên của đoàn con Đức Mẹ giáo xứ nhà, được Chúa gọi cụ rời khỏi trần thế. Niềm vinh dự lớn lao của cụ là cụ đã được Chúa gọi cụ về đúng ngày áp lễ mừng kính Đức Mẹ.
Nhưng với tình cảm con người nơi trần thế thì sự ra đi của cụ dẫu sao cũng để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình Tăng Hiếu đã có lời kính báo tới ba giáo họ và các quý đoàn. Giờ này các cụ các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với Tăng Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho bà cụ Maria. Mở đầu chương trình lễ viếng của các quý đoàn, xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria. Xin kính mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria. Giờ đây để nài xin Chúa thương và sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thông viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đá ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ô con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, năm thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tăng sáng xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Bài trích tin mừng Đức Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta ban cho ta thì sẽ đến với ta, và những ai đến với ta, ta không sẽ không khước từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì người đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý của Cha ta Đấng đã sai ta là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa Cha những ý nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ đã qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho cụ Maria. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là linh hồn Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Làm dân được Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng. Hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vang đời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Danh Cha và Con và Thánh. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi chiều hôm nay tại phòng tang đây đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình tang hiếu. Và với bà cụ, cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ nơi bảy quý đoàn. Các cụ, các vị đại biểu vừa dâng lên Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha, chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương và sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Để tỏ lòng biết ơn nơi các cụ, các vị đại biểu, ban tang lễ xin được thay lời cho con cháu và cụ. Cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu và xin mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Hội đồng Mục vụ cùng Cộng đoàn Giáo họ Thánh Vinh Sơn, Giáo họ Thánh Gio A Kim, thưa các vị đại biểu đại diện cho Ngô tộc ông Quý Thoan, đại diện cho Phạm tộc ông Chí, và bản dòng ông Thiện xóm 18. Thưa các đại biểu đại diện cho ban ca đoàn cựu của Giáo họ Thánh Vinh Sơn, bản dòng ông Mẫn xóm 18 và các con đỡ đầu của hai cụ. Bà cụ Maria đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình đã có lời kính báo tới các giáo họ và các quý đoàn. Giờ này các cụ, các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho bà cụ Maria. Mở đầu chương trình lễ viếng của các quý đoàn, xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria. Xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria.
Xin mời cộng đoàn hướng về bàn thờ Thiên Chúa để dâng lời cầu nguyện cho cụ Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con nồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần tâm xác hồn tràn là ơn thiêng. Cái tin gây nước Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiếu năn thời quan phong siêu vi la tô, chiếu đông đánh trên cây thánh gia, chết và tăng xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Này Chúa, chớ gì lời kinh nguyện của chúng con tỏa nên hương thơm trước tôn nhan Chúa. Và các lời khẩn cầu khiêm tốn qua chúng con được Chúa Cha chấp nhận. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những gì người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ, miệng con hướng vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, ôi thật vinh phúc. Bạn thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương hằng quan tâm đến đời sống của con cái. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa cho cụ Maria và cho chúng ta đây. Khi tạo dựng cụ Maria đây nên người, Chúa đã hành động vì yêu thương và do một quyết định xuất phát bởi tình yêu. Xin Chúa đón nhận linh hồn cụ Maria vào đời đời cho hiền hữu bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã thí nộp con một, nghĩa là không tiếc sự gì thuộc về mình để cứu chuộc loài người. Xin Chúa cho linh hồn cụ Maria đây là người con của Chúa được hưởng ơn cứu độ của người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mỗi người con Chúa đã được âu yếm, dưỡng nuôi săn sóc và lớn dần lên nhờ hội thánh Chúa. Với biết bao ân huệ Chúa ban,
Xin Chúa ban cho linh hồn cụ Maria là một phần tử trong niềm thề của Chúa được sum vầy muôn kiếp bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho chúng con bền đỗ trong đức tin và xin Chúa đón nhận mọi kẻ trung thành sống theo tin mừng cứu rỗi và gắn bó với hội thánh được hương nước trời vinh phúc mà Chúa đã thiết lập vì chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và nhìn đến những hoa trái tốt lành mà ơn Chúa Cha đã ban giúp trổ sinh trong đời sống người tín hữu chúng con. Xin Cha tha thứ những thiếu sót mà cụ Maria đã sống ở cõi đời này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, còn ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đức Chúa trời đêm ngày ấy. Người cho liền thì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây đã là nguồn động viên an ủi lớn cho con cháu của bà cụ để cho họ vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương cụ. Và với bà cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng mà tám quý đoàn vừa dâng lên Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha. Chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương và sớm đón bà cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi các cụ, các vị đại biểu, bàn tang lễ xin được thay lời cho con cháu của bà cụ. Cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu và xin mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Và các vị đại biểu đại diện cho xưởng cơ khí Ngọc Hoàn là nơi có sự liên quan mật thiết tới anh chị Tin Bích, con của bà cụ. Hôm nay đây, người mẹ kính yêu của anh chị Tin Bích không còn nữa. Cô đã vĩnh viễn đi xa, trở về với tiên tổ, để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, anh chị Tin Bích nói riêng đã có lời kính báo tới trong đoàn. Và với tình cảm sâu đậm, giờ này các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng cụ Maria. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương đăng kính viếng. Xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Thank you.
Thế là từ nay, người mẹ kính yêu của đồng nghiệp mình đã vĩnh viễn đi xa. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin mời trong đoàn dành phút vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn tới đây đã hoàn tất. Ban tang lễ xin thay lời cho ông bà Tin Bích cùng đồng tang hiếu cảm ơn các đại biểu. Mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Hội đồng ngũ năm 1978 và Chi hội cựu chiến binh xóm 6, là nơi mà ông Thanh, con của bà cụ, đã và đang cùng với các đại biểu tham gia sinh hoạt. Hội đồng ngũ năm 1978 là nơi ông Thanh đã cùng với các đại biểu tham gia trách nhiệm của người trai đất Việt. Hoàn thành trách nhiệm của người trai đất Việt trở về quê hương, các đại biểu vẫn giữ mối tình cảm mật thiết của tình đồng đội đồng chí năm xưa và đang cùng với Hội cựu chiến binh xóm 6 sinh hoạt hàng tháng hàng ngày. Hôm nay đây, người mẹ kính yêu của ông bà Thanh Yến không còn nữa. Cô đã vĩnh viễn đi xa trở về với tiên tổ, để lại cho gia đình con cháu nỗi tiếc thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Thanh Yến nói riêng đã có lời kính báo tới hai quý đoàn. Với tình cảm sâu đậm, giờ này các đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ kính viếng người mẹ kính yêu của đồng đội mình. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương đăng kính viếng. Xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Thế là từ nay, người mẹ kính yêu của đồng đội mình đã vĩnh viễn đi xa. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin mời trong đoàn dành phút vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn tới đây đã hoàn tất. Ban tang lễ xin thay lời cho ông bà Thanh Yến cùng đồng tang hiếu cảm ơn các đại biểu. Mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam, xí nghiệp cơ khí Thanh Tuyền, là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình ông bà Tự, con của cụ, cùng với các đại biểu xưởng Y Lốc Đạt Mỹ. Bà cụ Maria, người mẹ kính yêu của ông bà Tự không còn nữa. Cụ đã vĩnh viễn đi xa trở về với tiên tổ, để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu đã có lời kính báo tới hai quý đoàn. Giờ này các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện. Chương trình lễ viếng cụ. Mở đầu chương trình lễ viếng của hai quý đoàn, xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương đăng kính viếng. Thank you.
Xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Giờ đây xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Ồ, xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ô con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Nếu Chúa chấp tôi nào ai roi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cây vì lời hứa ấy. Xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời sáng cùng nhân anh cha và con và thánh thần. Kính thưa các vị đại biểu, với giờ cầu nguyện sốt sắng mà trong đoàn vừa dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Chúa cũng sẽ thương mà sớm đón và cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa để tỏ lòng ghi ơn nơi hai quý đoàn. Và tang lễ xin được thay lời cho ông bà tự cùng đồng tang hiếu cảm ơn các đại biểu và xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Kính thưa các ông các bác trong ban tây nhạc của quý sứ Liên Thủy, bà cụ Maria của tang hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu đã có lời kính báo và kính mời tới quý đoàn. Và nhận lời mời của gia đình, chiều hôm nay quý đoàn đã về phòng tang để giúp đỡ gia đình phục vụ trong chương trình lễ tang của cụ. Và đặc biệt trong giờ này, quý đoàn lại tổ chức kính viếng cụ và cầu nguyện cho cụ. Ban tang lễ xin mời vị đại biểu đại diện của đoàn sẽ lên điều hành chương trình lễ viếng. Trình lễ viếng của đoàn, xin trân trọng kính mời ban tây nhạc hòa nhạc tang lễ khúc bái cụ Maria. Xin trân trọng kính mời. Trần thế sầu biệt ni,
vương quốc vui hợp đoàn. Trọng kính linh hồn cụ Maria, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa toàn thể họ hiếu và quý tang gia, ban tây nhạc chánh sứ Niên Thủy, chúng tôi nhận được tin kính báo của quý tang gia. Cụ Maria đây là người cao tuổi của dòng họ, nay đã lâm chung tạ thế. Chúa đã truyền cho cụ hãy trở về với tổ tiên để chầu trực Thiên Chúa cửu trùng, để lại muôn vàn nỗi kính nhớ cho các con, các cháu cũng như trong dòng họ. Vậy ban tây nhạc chánh sứ Niên Thủy, chúng tôi nhận được tin này cũng không khỏi xúc động và bàng hoàng. Và trong lúc các con, các cháu cũng như trong dòng họ tang tóc sầu biệt chia ni này, ban tây nhạc chúng tôi xin gửi tới toàn thể họ hiếu và quý tang gia lời chia buồn sâu nặng nhất của đoàn chúng tôi. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Quan Thầy nâng đỡ và an ủi tang gia trong lúc chia ni vĩnh biệt này. Và để tiếp nối chương trình lễ viếng của đoàn, xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn lên dâng tuần hương trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài cụ Maria. Xin trân trọng kính mời. Và giờ đây để thay lời cho các con, các cháu báo hiếu ơn công đức sinh thành và dưỡng dục của người mẹ, người bà kính yêu mình lần cuối, xin được trân trọng kính mời. Kính mời ông trưởng đoàn lên sái Đức Thánh trên thi hài cụ Maria. Nguyện thử linh hồn khiết thăng thiên quốc. Và giờ đây xin kính mời các quý vị đại biểu cùng tang gia hợp ý cùng đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa. Hồn con bỏ xuống cho con hồng ơn tràn chứa, trao rồi cho đám hội thánh đường. Nguyện xin Chúa hồi ba đôi nghe lời con thiết
thương mẹ nó vô con ngày đêm nhuận thân xót hồn tràn nàn ơn thiêu tin kinh đức Chúa trời nào là cha béo khắp vô cùng dựng nên trời đất thôi tin kinh đức Chúa Giêsu Kitô là con một đức Chúa cha cùng là Chúa chúng tôi bởi béo đức Chúa thánh thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nắng thời quan phong Siêu Phi Na Tô chịu đông ninh trên cây thánh giá chết mà tháng sau xuống một thổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiếu đức Chúa cha béo tóc vô cùng ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết tôi tin kính đức Chúa thánh thần tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh trong công tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại tôi tin hằng sống vậy amen. Chúng tôi đến đây đã hoàn tất. Vậy một lần nữa tôi xin đại diện cho ban Tây Nhạc xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ và họ Hiếu đã dành cho đoàn chúng tôi trong chương trình kính viếng và phục vụ tang lễ cho cụ Maria trong buổi chiều tối hôm nay được thêm phần long trọng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa ông trưởng, kính thưa quý đoàn, với giờ cầu nguyện sốt sắng mà quý đoàn vừa dâng lên Thiên Chúa cùng với những lời ca nốt nhạc, chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương và sớm đón bà cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây cho phép ban tang lễ xin được thay lời cho các con cháu chắt của bà cụ. Cảm ơn trong đoàn và xin mời trong đoàn sẽ trở về vị trí mời nước và sẽ tiếp tục giúp đỡ cho gia đình trong chương trình lễ tang của cụ. Xin kính mời. Kính thưa ông trưởng cùng các cụ, các vị đại biểu đại diện cho bản dòng xóm 2 là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình tang hiếu. Cô bà Maria của tang hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cô ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Các con cháu chắt của cụ đã có lời kính báo tới quý bản dòng. Và giờ này, các cụ các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho bà cụ Maria. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ Maria. Tiếp theo chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Cầu xin Chúa thái
cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đối nghe lời con thiết tha, tình thương mến áp u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn tiếng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nén đời quan phong siêu Phi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết mà táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Này Chúa Kitô, người khen Chúa. Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa Cha những ước nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính máu thịt Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Maria. Xin cho linh hồn Maria được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đói nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này,
chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình, để cho các con cháu chắt của bà cụ vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương cụ. Và với bà cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sắng mà trong quý đoàn dâng lên Thiên Chúa, chắc hẳn Chúa sẽ động lòng thương và sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi quý bản dòng, cho phép ban tang lễ xin được thay lời cho các con cháu chắt của bà cụ trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu, và xin kính mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Hội đồng ngũ 1984 liên xã Xuân Kiên và Xuân Tiến, cùng với các đại biểu đại diện cho Hội Thợ Xây, là những nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình ông bà Chiến Sen, con của bà cụ. Bà cụ, người mẹ kính yêu của ông bà Chiến Sen không còn nữa. Cô đã vĩnh viễn đi xa trở về với tiên tổ, để lại cho gia đình con cháu nỗi tiếc thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Chiến Sen nói riêng đã có lời kính báo tới hai quý đoàn. Và với tình cảm sâu đậm, giờ này các đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ kính viếng người mẹ kính yêu của hội viên mình. Mở đầu chương trình lễ viếng của hai quý đoàn, xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương đăng kính viếng. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Cụ bà đã vĩnh viễn đi xa, để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin kính mời trong đoàn dành phút vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn tới đây đã hoàn tất. Ban tang lễ xin thay lời cho ông bà Chiến Sen cùng đồng tang hiếu. Cảm ơn các đại biểu. Xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Các vị đại biểu đại diện cho giáo họ Thánh Phêrô Tông Đồ và giáo họ Thánh Mẫu, là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình ông bà Thanh Yến. Bà cụ Maria của tang hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Thanh Yến nói riêng đã có lời kính báo tới hai giáo họ. Và giờ này, các đại biểu đã về nơi phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho bà cụ Maria. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng bà cụ.
Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha, con đã đến trời, chúng con nguyện đến Cha cả sáng, Đức Cha trị đến đi Cha tiền, đến đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai trước cam rồi, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, vô đây Chúa đời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữa, và Giêsu con lòng bà cùng phúng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép năng vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nan thời quan phong Giêsu vì là tôi chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết mà tan xác xuống một tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng ngày sau với trời lại xuống ban chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có thánh hằng có thăm thế này các thánh thông cầu. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vai. Amen. Đại Cha yêu con tin dâng lên Cha mình mở máu linh hồn còn thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Thì tội lỗi chúng con và toàn thế giới của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót hồn Amen và toàn thế giới của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự. Xin thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Lại máu và nước đã tuôn trào từ thanh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương cho chúng con. Chúa lạy Chúa, con ở rơi vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhâm lời kêu van nấy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa có lòng lành cùng vì lời Chúa ban. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cấy vì nhờ hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nơi Chúa giờ đêm ngày hay trông cấy người cho liền. Mẹ xin yên núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn vì đời con đeo đớn biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đoàn chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức cũng như nhạc đoàn đã giúp đỡ chúng tôi trong giờ viếng. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho con cháu của bà cụ. Và với bà cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sắng hiệp nhất mà hai giáo họ dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thương và sớm đón bà cụ về hưởng thôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi các đại biểu, ban tang lễ xin được thay lời cho con cháu của bà cụ. Cảm ơn các cụ, các vị đại biểu và xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho hội đồng nghiệp, xã nhà là nơi có sự liên quan mật thiết tới ông bà Thanh, con của cụ. Hôm nay đây, người mẹ kính yêu của ông bà Thanh không còn nữa.
cô đã vĩnh viễn đi xa trở về với tiên tổ, để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình Tang Hiếu nói chung, ông bà Thanh nói riêng đã có lời kính báo tới trong đoàn. Và với tình cảm sâu đậm, giờ này các đại biểu đại diện cho đoàn đã trở về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ kính viếng người mẹ kính yêu của đồng nghiệp mình. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương đăng kính viếng. Tiếp theo chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Thế là từ nay, cô bà đã vĩnh viễn đi xa. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin mời trong đoàn dành phút vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn tới đây đã hoàn tất. Ban tang lễ xin thay lời cho ông bà Thanh cùng đồng tang hiếu cảm ơn các đại biểu. Xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Qua các thời kỳ của giáo hội Đức Bà, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ban kiến thiết, ban ca nhạc đoàn của giáo họ cùng các ban ngành phục vụ trong giáo họ Đức Bà, công đoàn giáo họ nhà đang hướng lòng về cùng với giáo xứ và giáo phận trong ngày đại lễ mừng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, thì cũng là lúc bà cụ Maria của Tang Hiếu vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình Tang Hiếu đã có lời kính báo tới Hội đồng Mục vụ giáo họ, tới các ban ngành trong giáo họ. Và giờ này, các cụ các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho bà cụ Maria. Tang lễ xin mời vị đại biểu đại diện cho giáo họ điều hành chương trình lễ viếng. Kính thưa ông đại diện ban tang lễ, thưa gia đình tang quyến, thưa quý đại biểu hiện diện nơi tang trường. Giữa lúc cả giáo phận đang hân hoan mừng ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và cũng là lúc mọi người giáo dân trong giáo xứ nhà đang dọn sẵn tâm hồn để đón mừng ngày đại lễ Chúa Giáng Sinh, thì vào hồi 8 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023, tức ngày 26 tháng 10 năm Quý Mão, Hội đồng Mục vụ Tân Cựu, Ban Kiến Thiết cùng với các đơn vị cầu nguyện
và các ban ngành trong giáo họ nhận được tin báo buồn của gia đình tang quyến có cụ Maria qua một thời gian lâm bệnh nặng. Mặc dù đã được các con cháu tận tình thuốc thang cứu chữa, nhưng cụ không qua khỏi, cụ đã từ trần. Nhận được tin báo buồn, Hội đồng Mục vụ Tân Cựu, Ban Kiến Thiết, đại diện các ban ngành trở về gia đình thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn. Buổi tối hôm nay, Hội đồng Mục vụ Tân Cựu cùng với các đơn vị cầu nguyện và các ban ngành trong giáo họ tổ chức trở về tang gia để tổ chức lễ kính viếng và dâng lời cầu nguyện cho cụ. Vậy trước khi đi vào phần lễ kính viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo họ nổi cho ba hồi đại cổ. Xin trân trọng và kính mời ông. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu lên thắp tuần hương đến trước bàn thờ Thiên Chúa và trước linh cữu của cụ. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho các đơn vị cầu nguyện và các ban ngành trong giáo họ lên dâng hoa tươi trước bàn thờ Thiên Chúa và trước linh cữu của cụ. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng vòng hoa trước bàn thờ Thiên Chúa và trước linh cữu của cụ. Xin trân trọng kính mời. Vòng hoa mang giải băng tang cộng đoàn giáo họ Đức Bà kính viếng. Tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Trùm Chánh lên có đôi lời phân ưu cùng tang gia. Xin trân trọng và kính mời ông. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn cụ Maria được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Kính thưa gia đình tang quyến, vào hồi sáng 8 giờ sáng hôm nay, Hội đồng Mục vụ Tân Cựu, Ban Kiến Thiết, các hội đoàn cầu nguyện, các ban ngành phục vụ cùng cộng đoàn giáo họ Đức Bà nhận được tin báo buồn của ông trưởng Đa Minh Lương Viết Tự và gia đình tang quyến có người mẹ là cụ Maria Lương Thị Thứ đã vâng theo ý Chúa rời khỏi thế trần. Đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình tang quyến, lời đầu tiên tôi đại diện cho Hội đồng Mục vụ Tân Cựu, Ban Kiến Thiết, các hội đoàn cầu nguyện, các ban ngành phục vụ cùng cộng đoàn giáo họ xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, cách riêng với ông bà trưởng tư, ông bà quản thanh, ông bà kiểm thư, ông bà quỹ chiến lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Thưa gia đình tang quyến, cụ Maria mất đi là tổn thất lớn với gia đình tang quyến. Giáo họ mất đi một tín hữu đạo đức sốt sáng khi còn bình sinh
Cụ đã sống trọn đời tôn thờ Thiên Chúa và kính mến Đức Mẹ. Trong những năm tháng xây dựng ngôi thánh đường, cụ đã có những tấm lòng vàng xây dựng và dâng cúng vào công trình giáo họ. Cụ luôn dạy bảo con cháu phải sống tốt đời đẹp đạo. Hơn nữa, còn động viên các con, các cháu đóng góp công sức giúp đỡ vào những công việc của giáo họ. Với những công lao to lớn của cụ, cộng đoàn luôn ghi nhận và biết ơn. Giờ đây, cụ không còn nữa. Cộng đoàn giáo họ không biết lấy gì truy ơn cụ ngoài lời cầu nguyện. Vậy tôi kính mời quý vị hợp ý dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn cụ về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Xin mời ông quản sự kinh. Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu lãng thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tang vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đừng chất ngất niềm của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa. Vì thật sự chúng ta là con. Nếu thế gian không nhận biết chúng ta, chỉ vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con cái Thiên Chúa. Còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng
Khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ta hãy cầu xin cho linh hồn Maria của chúng ta. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin đôi thương ban cho linh hồn Maria được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải. Xin đôi thương đưa linh hồn Maria vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đoái thương nghe lời chính đáng và đạo đức. Xin cho tôi tớ Chúa là cụ Maria mà hôm nay chúng ta cầu nguyện được dự phần vinh phúc với các thần thánh và những người Chúa chọn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thông nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã chống cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thạch. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Các cụ, các quý vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn sẽ là nguồn động viên an ủi lớn cho các con cháu chắt của bà cụ, để cho họ vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương cụ. Và với bà cụ, cô vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng mà các cụ, các vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo họ vừa dâng lên Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha. Chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương mà sớm đón bà cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi quý chức cùng cộng đoàn giáo họ, bàn tang lễ xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ.
Kính thưa ông Trùm, kính thưa ban chấp hành tân cựu của giáo họ Đức Bà, kính thưa các đơn vị cầu nguyện, ca nhạc đoàn của giáo họ Đức Bà, cụ Maria của gia đình Tăng Quyến, Chúa đã gọi về được sự Chúa đã gọi về gia đình Tăng Quyến chúng tôi đã có lời kính báo, kính xin tới quý họ Đức Bà, được sự quan tâm của quý họ Đức Bà từ chiều hôm qua, các quý đoàn đã tới chia sẻ và động viên gia đình. Đặc biệt tối hôm nay, trong họ giáo họ Đức Bà đã bớt chút thời gian tới đây để dâng lời cầu nguyện, cùng chia sẻ và an ủi gia đình Tang Quyến. Vậy tôi xin thay lời cho gia đình Tang Quyến, xin hết lòng biết ơn và cảm tạ quý đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria vô nhiễm đổ tràn đầy hồng ân trên quý đoàn. Vậy một lần nữa, gia đình và gia đình Tang Quyến xin đồng cảm tạ, xin hết cúi lòng, hết lòng cảm ơn. Kính thưa ông trưởng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu trong bản dòng sở tại, thưa anh em thanh niên của bản dòng sở tại, thưa ông trưởng cùng anh chị em ban ca đoàn của bản dòng sở tại, thưa các bà, các bác đại diện cho chi hội phụ nữ xóm 5 và xóm 6, bà cụ Maria của Tang Hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình Tang Hiếu đã có lời kính báo tới bản dòng, tới anh em thanh niên của bản dòng, tới ban ca đoàn của bản dòng cùng với chi hội phụ nữ xóm 5 và xóm 6. Ngay sau khi nhận tin buồn, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị trong bản dòng đã tới cộng tác với đôi bên nội ngoại giúp đỡ gia đình mọi công việc để cho gia đình có được điều kiện tổ chức chương trình lễ tang cho cụ. Và đặc biệt trong giờ này, các cụ, các vị đại biểu lại trở về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho bà cụ Maria. Ban tang lễ xin mời vị đại biểu đại diện cho bản dòng điều hành chương trình lễ viếng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể quý vị, quý khách xa gần có mặt hiện diện nơi phòng tang kính mến. Kính thưa gia đình Ta Quyến, vào hồi 8 giờ sáng hôm nay, ông trưởng cùng cộng đồng bản dòng sở tại, ông trưởng cùng hội thanh niên trong xóm, chi hội phụ nữ xóm 5-6, ban ca đoàn giáo dòng nhận được tin buồn của ông trưởng Nam Lương Viết Tự cùng các con cháu chắt trong gia đình vô cùng thương tiếc kính báo tin buồn. Cụ Maria Lương Thị Thứ trải qua một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình tận tình thuốc thang cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, căn bệnh của cụ quá hiểm nghèo, cụ đã vĩnh biệt trần gian ra đi, để lại cho con cháu cùng xóm làng nỗi nhớ thương vô hạn. Vậy đồng cảm với gia đình Tang Quyến, giờ này bản dòng sở tại cùng ban ca đoàn, hội thanh niên, chi hội phụ nữ xóm 5-6 trở về trước tang gia đây. Trước tiên xin gửi tới đồng Tang Quyến lời thăm hỏi ân cần cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Vậy giờ đây xin phép gia đình Tang Quyến cũng như ban tang lễ cho chúng tôi tổ chức giờ viếng cụ Maria để mở đầu cho chương trình lễ viếng được sốt sắng và sang trọng.
Chúng tôi trân trọng kính mời ban Tây nhạc cử giúp đoàn chúng tôi một bản nhạc thánh ca. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời các vị đại diện cho bản dòng sở tại nổi ba hồi chiêng trống lớn, xin kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin kính mời hai vị đại diện cho các cứu đoàn trong bản dòng dâng hương nến trước linh cữu cụ Maria, xin kính mời. Tiếp theo, xin kính mời vị đại diện cho Hội Thanh niên trong xóm, Chi hội Phụ nữ xóm 56 cùng vị đại diện cho ban ca đoàn giáo dân lên dâng hoa tươi kính viếng cụ Maria. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời ông Đinh Thanh Hải, trưởng dòng sở tại lên dâng vòng hoa kính viếng. Vòng hoa mang dòng chữ bản dòng sở tại kính viếng. Kính thưa gia đình tăng quyến, cụ Maria đã kết thúc hành trình đức tin nơi trần thế, để lại cho con cháu cùng những người thân thương trong khu xóm láng giềng một nỗi nhớ thương. Vậy giờ này, một lần nữa, cho phép tôi đại diện cho cộng đồng bản dòng cùng các đoàn viếng xin gửi tới gia đình tăng quyến một lời thăm hỏi cũng như lời chia buồn sâu sắc nhất. Và giờ này sang phần cầu nguyện, xin cứ mời ông quản dòng sẽ chủ trì giờ cầu nguyện cho cụ Maria. Hãy chiếu soi lửa tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép to vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nan thời quan phong Si-ô Phi-la-tô chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết mà táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hiểu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiểu. Xin thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiểu. Xin thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiểu. Xin thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Thương miên là miên xa xôi, Chúa nay đưa tôi trở về. Người dẫn dắt bước tôi đi của muôn trùng thế sống vỗ. Đầu tôi Chúa sức dầu thơm, chén cơm vơi đầy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta đã ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không khước từ họ. Vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Đấng là Cha Đấng đã sai ta là: tất cả những gì Người đã ban cho ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại vào ngày tận thế. Vì đây chính ý của Cha ta Đấng đã sai ta là: bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại vào ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu cho linh hồn Maria của chúng ta những ý nguyện sau đây.
Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải, xin đoái thương ban cho người thân yêu của chúng con được vào nước trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã cho người thân yêu của chúng con được ân tin trong nước rửa tội, xin đoái thương ban cho người thân yêu của chúng con được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã chết để đem lại sự sống mới cho muôn người, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con đang thương nhớ người thân yêu này được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con cái Chúa là Maria mà Chúa đã đoái thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn này được thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống lại trong vinh quang giữa hàng các thánh và những người Chúa chọn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nơi Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Trong kể ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con, Nữ Vương ban sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình và với bà cụ Maria. Cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ nơi tất cả các cụ, các vị đại biểu trong bản dòng dâng lên Thiên Chúa. Chắc hẳn Chúa sẽ thương và sớm đón bà cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi tất cả các cụ, các vị đại biểu và anh em thanh niên của bản dòng, tang lễ chúng tôi xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Kính thưa
ông trưởng, kính thưa các cụ, các ông, các bà. Bà cụ Maria của gia đình Tang Quyến đã được Chúa gọi về khi còn trên giường bệnh, cũng như khi cụ vừa mới qua đời thì đã được các cụ, các ông, các bà cùng mọi người trong bản rong đến chia sẻ và động viên gia đình Tang Quyến. Từ ngày hôm qua cho tới nay, được sự quan tâm và ưu ái của tất cả các cụ, các ông, các bà cùng mọi người trong bản rong tới gia đình để giúp đỡ mọi công việc để lo toan cho tang lễ của gia đình Tang Quyến. Đặc biệt tối hôm nay được sự giúp đỡ và đến gia đình chúng tôi để gia đình để cầu nguyện, dâng lời cầu nguyện cho cụ Maria của chúng tôi. Gia đình Tang Quyến không biết nói gì hơn để tỏ lòng biết ơn với các cụ, các ông, các bà. Chỉ xin Thiên Chúa tràn đầy hồng ân xuống trên quý vị. Những lời cầu nguyện và chia sẻ của gia đình Tang Quyến đã của các cụ đã làm vơi đi nỗi nhớ của gia đình Tang Quyến. Và chắc chắn cụ Maria sống trên trần thế 90 năm trường còn thiếu sót cách nào. Những lời cầu nguyện của các cụ, các ông, các bà và những lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ bớt phần phạt cho cụ. Vậy một lần nữa, tôi xin đại diện cho gia đình Tang Quyến xin hết lòng cảm ơn và tri ân các cụ, các ông, các bà. Và ngày mai, gia đình Tang Quyến của chúng tôi cũng có sự giúp đỡ của các cụ, của các ông, các bà và mọi người. Một lần nữa, xin các cụ, các ông, các bà và các cha bác anh em lưu ý và giúp đỡ, xin mọi người giúp đỡ thêm. Xin hết lòng cảm ơn. Biểu về bên phòng khách để ăn mời nước, chia buồn với gia đình. Và giờ này là giờ cậu. Xin Chúa hãy thân nhân đời con kêu vang.
Chúa hằng có lòng này, cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trong cảnh Chúa linh hồn con ấy vì lời hứa ấy, vì đã trong cảnh Chúa những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày ngày trong cảnh người cho lên, vì người đất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thầy lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy xin yên ủi chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin phá những nỗi ưu buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Xin yên ủi chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin phá những nỗi ưu buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Chúng con trong đời đã thấy những bài thuốc trời, xin Chúa chia bỏ lời chúng con nguyện trong thời gian nan thiếu thốn, đứng nữ đồng truyền hiển vi sáng lạc Chúa con cho khỏi mọi sự dữ. Lạy đã thành trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con, lạy trái tim cực thanh cực tinh cho thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con, lạy các thánh từ đạo Việt Nam nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.